Hiệp 2 bắt đầu. Và bên kia trong trang phục màu xanh, đó là gương mặt xuất sắc của bóng đá Bắc Giang. Tiếp theo, Đặng Đẻ. Đặng Đẻ trong màu áo của chủ nhà FC Phú Đô cũng đã vào sân. 25 liên tiếp Đặng Đẻ đã mang về cho chiếc cúp vàng danh giá cho thành phố Bắc Giang ở giải thi đấu bóng đá nam tỉnh Bắc Giang tranh siêu cúp truyền hình. Đúng không? Ôi, Hải Quân. Một đường chuyền dài tương ứng với một tình huống dứt điểm từ xa. Quý vị và cùng mấy giờ nhá? Đặt đá Tùng Long. Đường chuyền của Tùng Lộc đã bị hàng phòng ngự đối thủ bắt bàn. Đã để Hải Côn. Những đường chuyền tầm thấp như thế này thì chắc chắn sẽ bị hàng phòng ngự Vũ Độ bắt bàn. Điều đó đã thể hiện rõ nét trong hai pha chuyền bóng vừa qua. Bây giờ là Văn Dân. Văn Dân chuyền bóng quá đẹp. Văn Dân qua người vẫn còn không chính xác. Có thể nói rằng là tập luyện thể thao chắc chắn là như vậy rồi. Vấn đề an ninh an toàn đó là điều mà ban tổ chức chúng tôi quan tâm nhất. Ở đây nhìn người đằng sau kìa, đạt kìa. Ăn luôn hàng ơi. Ở lại sau. Đạt ơi. Tình huống bóng loạn có chiều sâu của các đội áo đỏ đã hỗ trợ cho nhau rất tốt trong những tình huống mất bóng ở phía trước. Bây giờ Hà Đen. Hà Đen. Cầu thủ Tân Thành kéo bóng vào. Sự ra vào rất hợp lý của Viết Xuân. Hà Đen đá biên cho Hà Đen. Hải Con, vẫn là Hải Con. Chậm mất rồi Hải Con ơi. Dọc biên cho Hà Đen. Vẫn là Hà Đen, quan sát. Sẽ cần những bài tập và những miếng đánh chất lượng hơn. Đặt Đẻ. Hà Đen bắn bật với Đặt Đẻ. Và chắc chắn sẽ là Hải Con. Đúng vậy. Hải Con quan sát luôn. Vẫn Hải Con. Tùng Lộc. Các cầu thủ Tân Thành đã chơi rất chắc chắn. Nguy hiểm rồi. Đó là cầu thủ số 6 Đặt Đẻ. Truyền thống đã vang lên rồi. Xin cảm ơn các nhạc công của chúng ta với những bản nhạc quá tuyệt vời. Hà Đen. Đó là cơ hội nguy hiểm đầu tiên mà các cầu thủ áo xanh tạo ra trong trận đấu ngày hôm nay. Nguy hiểm rồi. Quá đua Hà Đen. Sự quái và bắt tốc độ của Hà Đen đã áp sát một mũi tấn công của đội tuyển Tân Thành. Đã biên rồi. Thế Duy. Quý ông, rất tiếc. Sự cố gắng ngoan ngoãn của Thế Duy. Rất tiếc các đồng đội ở Thế Đồng Kim với cánh phải băng vào không có ai. Quá tiếc cho vị Thế Duy luôn. Sắp nhỏ vị Thế Duy. Nhìn Thế Duy thì chúng tôi
liên tưởng tới cháy cháu học sinh học lớp 8, lớp 9 mà thôi. Thế nhưng mà Thế Duy thi đấu quá hay. Chúng tôi đã biết Thế Duy ở giải thi đấu hội doanh nghiệp huyện Lạng Giang. Rất tiếc hành lang cánh phải đã không nhận được sự hỗ trợ Thế Duy. Một tình huống đột phá dùng kỹ thuật cá nhân và chuyển vào căng ngang trước khung thành bên phía đội tuyển Tân Thành. Trong trường hợp màu đỏ thì các mũi tấn công đã dâng cao để áp sát tình huống phát triển tấn công của FC chủ nhà. Điều đó vô hình chung đã tạo ra những khó khăn nhất định cho đội hình triển khai tấn công. Sau khi trận đấu chung kết này kết thúc thì tại sân bóng tổ dân phố Tân Thành cũng diễn ra trận chung kết mà được giới chuyên môn và người hâm mộ cũng rất chờ đợi, với sự góp mặt của hai đại diện đó là FC Hoành Sơn và đó là Quảng Bô Sương Giang Bắc Giang. Quảng Bô Sương Giang Bắc Giang với sự góp mặt của Hiền Trung Hoa, Tư Béo và Dương Vô. Quá đô đưa chân của đội tuyển chủ nhà. Trọng tài đã thổi còi. Ô tô Phạm Hòa cũng sẽ quyết định thưởng nóng cho bàn thắng thứ ba của áo đỏ Tân Thành là 200.000 đồng. Xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe. Bàn thắng thứ ba. Không vào. Một tình huống phản xạ bay người quá đẹp mắt của thủ thành Viết Xuân. Đôi Hải Con, đó là Hải Con. Bây giờ thì sức ép đang được các cầu thủ dưới đâu FC chủ nhà tạo ra. Thế Duy giữ bóng lại, đã biên thuộc về các cầu thủ áo xanh. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về thì quê hương Vũ Độ lại tưng bừng mở hội đón xuân. Rất nhiều bà con nhân dân và du khách thập phương chờ đợi những giây phút như thế này. Đó là Văn Dân. Một đòn phản công của tên không vào. Rất nhiều còi mà các cầu thủ áo xanh chủ nhà tạo ra. Bây giờ là có phản công. Khán giả, xin cảm ơn nhân dân Phú Độ. Tất cả đã cổ vũ rất nhiệt tình cho hai đội và đã cổ vũ cho Hà Phong Vô. Và đã cổ vũ cho Hà Phong Vô. Như vậy là lưới của Tân Thành đã rung lên. 1-2. Thời gian vẫn còn quá nhiều. Và người Phú Độ có quyền hy vọng vào một trận chung kết ngày hôm nay. Tương lai ở với chiến vẫn còn đang rất sáng lạng. Một thông tin mà Hà Phong mới nhận được từ ông Hoàng Toàn. Nếu như Phú Độ giành thắng lợi trong trận chung kết thì Petro. Em ơi. Như vậy là Petro Hiếu thưởng nóng cho Phú Độ 10 triệu đồng. Cái gì? Không phải đâu. 10 triệu đồng của Hiếu Petro. Một cơn mưa. Chính thức là một cơn mưa. Quá khủng khiếp luôn. Có thể nói rằng Hà Phong Bình Luận ở các trải đấu lớn trong khu vực huyện Lạng Giang, thế nhưng mà ngày hôm nay xuất hiện một cơn mưa. Cơn mưa tiền thưởng. Thì thế không biết. Bạn Dân. Vẫn là Bạn Dân. Bạn Dân là người gỗ sơn đường bắt bóng rồi. Hai quan chức được bóng rồi.
như vậy là trọng tài đã phạt rồi, một tình huống đã phạt. À đen, một đường chuyền dài, biết là gì? Tình huống nhà bóng của Tế Duy là không chính xác. Hà Đen, vẫn là Hà Đen. Hà Đen, ai kia chậm mất rồi, một tình huống phản đòn. Lại là Hải Con, Hải Con. Quá kịch tính và sôi động. Mỹ Đình thì có Quốc Gia thì có Mỹ Đình, Lam Đình có Thiên Trường, Hải Phòng có Lạch Hai, Vương Quốc Anh có sân bóng Công viên Các Hoàng Tử, và quê hương chúng ta có Phú Độ. Chào lửa Phú Độ, trận cứng rắn lạ rồi. Đó là Phú Độ. Những tiếng trống và những âm thanh của nhạc cụ dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục vang lên. Có sự thay đổi người, Tân Thành có sự thay đổi người. Tự tin Hà Phong được cơ hội về đây thổi hồn cho trận đấu chung kết này. Một thông tin mà Hà Phong đang nhận được đó là công ty vận tải Thái Bình, người con của quê hương Phú Độ, sẽ thưởng cho cầu thủ ghi bàn tiếp theo là 2 triệu đồng. Khủng khiếp luôn. Một cơn mưa luôn. Đó là công ty vận tải Thái Bình, cũng là một người con của quê hương chúng ta, sẽ thưởng cho cầu thủ ghi bàn tiếp theo Phú Độ là 2 triệu đồng. Petro Hiếu, Hiếu Petro thưởng nóng cho đội bóng Tân Thành. Như vậy là Petro Hiếu thưởng nóng cho đội bóng Phú Độ. Đội bóng chủ nhà Phú Độ giành thắng lợi trong trận chung kết ngày hôm nay là 10 triệu đồng. Đó là Petro Hiếu. Một thông tin mà Hà Phong nhận được từ Hoàng Toàn. Đây rồi, Hoàng Toàn đã liên hệ với Hà Phong rằng là Petro Hiếu sẽ thưởng nóng cho Phú Độ giành thắng lợi trong trận đấu ngày hôm nay là 10 triệu đồng. Hai con, vẫn là hai con. Một tình huống pháo bóng có thể nói rằng là rất an toàn và hiệu quả của cầu thủ áo số 27. Trọng tài đã thổi còi. Một tình huống đã phạt. Chúng ta hãy chờ xem điều gì đây. Sẽ là sự nhắc nhở hay là cái gì đây? Như vậy là 2 chiếc thẻ vàng bằng 1 chiếc thẻ đỏ. Đó là Hà Đen. Rất tiếc. Hà Đen đã không kiểm soát được cái đầu nóng của mình khi ở tình huống thứ nhất đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Anh Nguyễn Hương đánh rơi một chiếc chìa khóa. Ai nhặt được chùm chìa khóa thì sẽ liên hệ với trung tâm phát thanh để trả lại cho người đánh rơi. Chúng tôi xin thông tin tiếp. Anh Hương đánh rơi một chiếc chìa khóa. Ai nhận được thì sẽ liên hệ với trung tâm phát thanh để trả lại cho anh Hương. Xin cảm ơn. Cứ xa không vào. Một chiếc thẻ vàng để cảnh cáo số 9 FC Tân Thành. Tổ dân phố Phú Độ năm 2024. Ưu thế dẫn bàn đang thuộc về các cầu thủ áo đỏ Tân Thành. Tỷ số của trận chung kết là 2-1.
Xin mời tổ trọng tài tập trung, không nghe khán giả bên ngoài, tập trung vào chuyên môn. Và các bạn cứ cống hiến cho khán giả trên sân những pha bóng hay. Nhưng đứa bắt đầu, đến đâu? Thạch Côn! Một pha phối hợp. Hiến Duy! Hiến Duy! Một tình huống độc giả. Một pha phối hợp như là một bài tập. Nếu như số 4 mạnh dạn cầm bóng và đẩy thêm hai nhịp và tung ra một cú sút bằng chân trái thì sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Thế Duy thì đang bị cầu ba cầu thủ áo đỏ đeo bám. Không sao, chúng ta làm lại. Thế Duy. Một mình Thế Duy tả xung hữu đột. Đó là sóc nhỏ Thế Duy. Đó là cú đổ dứt điểm. Không vào. Đó là Dương Văn Cần. Dương Văn Cần đã trổ hết tài trong tình huống cứu thua vừa rồi. Rất khó có thể đeo bám được Thế Duy. Chuyển ra đánh đâu? Người hùng của trận đấu là Thế Duy. Đó là Thế Duy. Ngày hôm của trận đấu ngày hôm nay là Thế Duy. Khán giả có phú đồ đâu? Một tràng vỗ tay thật lớn của phú đồ dành cho Thế Duy. Xin cảm ơn. Quá là tuyệt vời. Hà Phong dẫn chương trình của trận chung kết ngày hôm nay thì không phải vỡ hòa. Đó là Tân Thành và đó là phú đồ. Điều quan trọng nhất đó là sự cống hiến của quý vị và các bạn cho trận chung kết của chúng tôi. Quá tuyệt vời. Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức lễ hội đó là ông Quách Long Thảo đã gật đầu. Bây giờ đến trọng tài đâu người phải kết thúc thời gian của trận chung kết. Như vậy là hai đội sẽ phải phân thắng bài trên chấm luân lưu. Như vậy là Duy phần thưởng vẫn đây 2 triệu đồng. Vận tải Thái Bình thưởng nóng cho Vi Thế Duy 2 triệu đồng. Chúng tôi thông báo rồi, bây giờ chúng tôi thông báo lại. Quá tuyệt vời. Em Quyền, con ông Quý, Phú Độ, thưởng em Duy 500. Kế toán nha. Kế toán cổng sổ. Nhiều quá, mấy triệu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những tình huống luân lưu cực kỳ hồi hộp. Hải Con. Không vào. Cũng đều phải thất bại trên chấm luân lưu. Ăn nhiệt ngã. Quốc Trung. Đó là số 8 Quốc Trung. Một trận cầu nghẹt thở. Ngôi á quân trong trận đấu ngày hôm nay cũng xứng đáng ngẩng cao đầu. Bởi vì bước đẹp chuyên môn của trận chung kết có thể nói rằng là quá tuyệt vời. Hà Phong cũng vỡ hòa với niềm vui của hai đội trong trận chung kết ngày hôm nay. Số 11 là Duy Khánh. Không vào. Đúng là thật sự là quá nghẹt thở luôn. Đều nhau. Quá nghẹt thở luôn. Tình huống tiếp theo. Xin mời tổ trọng tài tập trung vào. Mỗi bên một quả vào. Giờ đây,
Không vào. Người tiếp theo. Có thể nói rằng một trận chung kết quá kịch tính, một trận chung kết nghẹt thở. Theo đăng ký danh sách thì số 7 là Hoàng Dương. Wow. Người gác đèn đã quyết định quay người đón hướng. Thế nhưng là nó có tình huống phán đoán. Không ngờ vào để gãy được ba quả thì đã thua. Quả này không vào là thua luôn. Một tình huống dứt điểm có thể nói rằng là quá xinh mãn. Điểm 10 luôn. Mặc dù đoán đúng hơn thế nhưng mà Bảo Quân cũng làm tung lưới thủ thành bên vị FC áo đỏ. Việt Xuân. Việt Xuân đối mặt. Không vào. Bây giờ thì tỷ số luân lưu đã được quân mình rồi. Loạt quyết định. Loạt 1-1 luôn. Đâu, quả này quả thứ 5. Đây là loạt thứ 5. Quá hồi hộp. Sự đối mặt với hai người gác đèn. Wow! Cái chân trái có thể nói rằng là quá ác liệt luôn. Trưởng ban tổ chức đang rất âm chiều. Ông Trần Văn Hùng, phó trưởng ban thường trực là ông Quán Cảm Thảo vẫn đang trực tiếp để cổ vũ và chỉ đạo lễ hội. Xin cảm ơn các ông. Xuất sắc, xứng tầm là một bữa tiệc tại quê hương chúng ta. Khán giả đã quá hài lòng. Có thể nói rằng là chất lượng chuyên môn của trận chung kết, đặc biệt là chiến chấm lương hưu. Do điều kiện, do ban tổ chức quyết định hết. Ban tổ chức là người có quyết định cao nhất và đã phối hợp với tổ trọng tài và quyết định bây giờ thì đã được bắt đầu rồi. Wow! Loạt thứ hai. Nghe thở. Bây giờ là Vinh Thiên Duy.
không vào. Xin kết thúc.